Đi đứng thì không có vững, mục đích thì mà ngồi 12 cái ghế, mà cũng nhất định là tham quyền cố vị, không hiểu nổi luôn. Gần 80 tuổi rồi chứ đâu phải ít đâu, nhất định là không xuống chức rồi. Người ta làm 2 nhiệm kỳ, cũng làm thêm nhiệm kỳ 3 nữa.